Xin chào các bạn còn nhớ cái video ngày hôm qua mình đã phân tích với cho các bạn rằng, cho các bạn thấy là cái trang Forbes đã xếp hạng ông Phượng lên hạng 16 là một cái quyết định mà nó quá là vội vã và cũng là không có cái sự cẩn thận hoặc là chu đáo hoặc có thể gọi là rất là lười biếng ở bên phía kia bảng xếp hạng của tạp chí Forbes là nó như thế nào nhá các bạn nhá. Thì người ta thấy cái định giá của VinFast lên cái sàn chứng khoán sau khi sáp nhập với cái công ty vỏ rỗng, công ty xếp trắng PAC, Black Space Acquisition, lên cái sàn được một thời gian ngắn thôi. Và cái giá trị mà hai công ty sáp nhập lại thỏa thuận với nhau là lên 21 tỷ. Nhưng mà lên sàn của các bạn nhảy vút lên, mày lên 7, 8 tỷ, mày 8 mấy tỷ gì đó. Thế là cái báo Forbes này y như rằng gán đúng cái giá trị đó cho ông Phạm Nhật Vượng và cho ổng lên hạng 16. Trời ơi, hạng 16, một top tỷ phú giàu nhất thế giới. Các bạn biết hạng 16 là như thế nào rồi chứ các bạn, nó quá là kinh khủng đúng không? Và video ngày hôm qua mình đã bóc phốt, mình nói là bóc phốt vậy thôi, thực ra cái thân phận quyền của mình bóc phốt Forbes cũng chẳng có thấy cái bài video của mình đâu. Chủ yếu là mình cho các bạn nào mà chưa hiểu ở Việt Nam thì hiểu vấn đề đó. Ở đây mình không muốn kêu ra vẻ cứ như là báo Forbes người ta thấy được cái bài của mình, video của mình hay là gì cả, nhưng mà ý mình là như thế. Mình muốn chia sẻ cho các bạn là như vậy, là cái báo Forbes kiểu như đã quá là vội vã khi mà cho ông Vượng lên top 30 tỷ phú giàu nhất, cho ông lên hạng 16 luôn. Đó, thì đây là cái video ngày hôm qua đây mình đã làm đây. Đây là cái thumbnail. Bạn nào mà chưa coi hãy coi lại nhá, cái tựa đề video mình nhá. Phạm Nhật Vượng có thật đã lọt top 30 tỷ phú giàu nhất hay không? Bảng xếp hạng Forbes lười biếng và tắc trách. Làm ăn kiểu buồn cười. Trái ngược lại với cái bảng xếp hạng Forbes, cái bảng xếp hạng Bloomberg, các bạn biết Bloomberg không? Đó cũng là một cái bảng xếp hạng, một cái nhà báo, một cái công ty gì đấy lâu lâu thích xếp hạng tỷ phú. Thì người ta cũng xếp hạng ông Phạm Nhật Vượng là xếp hạng 411 và chỉ cho ổng cái tổng giá trị tài sản là 6 tỷ đô la mà thôi. Đây, cho mình cho các bạn coi lại. Đây, 411 đây, 6 tỷ đô la đây. Đó, cái trang báo Bloomberg người ta chỉ đưa ông Phạm Nhật Vượng đúng cái giá trị của ổng thôi. Người ta không có tin, người ta không có tin vào cái giá trị vốn hóa. Đó, chính vì thế cho nên cái báo Forbes ngày hôm nay người ta kiểu giống như là người ta muốn gỡ gạc, người ta muốn gỡ quê ấy các bạn. Cái báo Forbes người ta muốn gọi là gỡ gạc, muốn đỡ bị nhục, đỡ bị quê, cứ như đưa cái ông Phạm Nhật Vượng, cái ông ất ơ ở mẹ Đông Nam Á mẹ lên mà ngạo nghễ mà chém chệ ở hạng 16, người ta quê các bạn, người ta rất là quê. Y như rằng ngày hôm sau, tức là ngày hôm nay tháng 8, ngày 17, 11 giờ sáng, trời ơi, mới đây đó các bạn, cách đây mới có vài tiếng rồi nóng hổi, người ta đăng lên một cái bài báo để mà chê bai ngay lập tức luôn. Mình dùng cái từ chê bai luôn á. Thực ra ý người ta muốn đính chính lại cái tựa đề của bài báo đó chính là Why VinFast stock may be 98% too high. Đây là cái lý do vì sao mà chúng tôi nghĩ rằng là cái cổ phần cổ phiếu của VinFast có thể là cao hơn so với thực tế đến tận 98%. Đó, thấy không? Ngày hôm trước họ lỡ cứ như cho ông Phạm Nhật Vượng chém chệ lên hạng 16 bởi vì người ta đánh giá là cái công ty VinFast là 87 tỷ đô la, 27 mấy tỷ đô la. Thế là người ta quê các bạn, người ta viết lại cái bài này để mà chứng minh rằng là cái giá trị thật sự của VinFast ấy, là không có cao như thực tế đâu. Ở lộn, nó không cao giống những gì mà họ đã hô hào khi lên sàn Nasdaq đâu. Lên cái sàn là kiểu như là tụi họ kiểu như thích chém gió nổ vậy, kiểu cho vui vậy. Gọi là ước mong mà các bạn, đây là một cái điều ước mong của ông Phạm Nhật Vượng. Ông muốn cái giá trị công ty ông là như vậy. Nên cho nên bây giờ hôm nay báo Forbes người ta đã đính chính lại nha các bạn nha. Ok, thì cái bài báo này mình đã dịch sang tiếng Việt cho các bạn rồi. Mình sẽ đọc cái bài báo này ở tiếng Việt cho các bạn coi nha. Mình dịch sẵn trước để mà đỡ mất công dịch sang tiếng Anh, sang tiếng Việt dịch mất công lắm, cho nên mình dịch trước đọc luôn cho các bạn. Tại sao cổ phiếu VinFast có thể quá cao so với thực tế đến 98%? Các nhà đầu tư định giá VinFast, một nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Việt Nam với doanh thu tương đối ít, ở mức 69 tỷ USD sau khi ra mắt thị trường vào ngày 15 tháng 8, cao hơn cả vốn hóa thị trường của GM và Ford cộng lại. Dưới đây là 4 lý do giải thích vì sao cổ phiếu VinFast có thể ở mức quá cao so với thực tế đến 98%. Thứ nhất, sự đánh giá kém về sản phẩm của họ. Thứ hai, khả năng yếu để thành công trong thị trường xe Hoa Kỳ. Thứ ba, chính bản thân họ tự định giá quá cao. Thứ tư, người trong nội bộ kiểm soát phần lớn cổ phiếu. Chúng tôi, ý là các nhà báo Forbes đã liên hệ với VinFast và sẽ cập nhật bài đăng này nếu nhận được sự bình luận từ VinFast. Sự ra mắt thị trường của VinFast. Vào ngày 15 tháng 8, VinFast, một nhà sản xuất xe điện, chính xác hơn là nhà lắp ráp xe điện Trung Quốc. Cái này là ý mình tự chêm vào các bạn nhé.
một nhà sản xuất xe điện do Vingroup, một tập đoàn của Việt Nam kiểm soát, niêm yết trên sàn Nasdaq. VinFast hiện đang sản xuất xe điện SUV tại Việt Nam và xuất xưởng sang Mỹ. Nhà sản xuất ô tô đã mở phòng trưng bày đầu tiên tại Mỹ vào năm 2022 tại California và có kế hoạch chi 2 tỷ USD để xây dựng một nhà máy EV ở Bắc Carolina, nơi họ dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2025, theo Wall Street Journal. Tạp chí còn lưu ý rằng VinFast được thành lập vào năm 2017 và bắt đầu cung cấp xe SUV chạy hoàn toàn bằng điện, có giá 46.000 USD vào tháng 3 năm 2023, thấp hơn một chút so với Mustang Mach-E của Ford. Kể từ khi bắt đầu sản xuất vào năm 2021 và đến cuối tháng 6 năm 2023, VinFast đã giao 18.700 xe, trong đó có 740 xe cho khách hàng Hoa Kỳ và phần lớn số còn lại cho người mua Việt Nam, tạp chí cho biết. Cái này là người ta lấy số liệu từ VinFast người ta nói. Chứ thật ra chưa có một chiếc xe nào được bán ở Hoa Kỳ hết á, chưa có chiếc xe nào cả. Ở Hoa Kỳ người ta chỉ toàn cho thuê mà thôi. Và thậm chí ở Việt Nam ấy, phần lớn doanh thu cũng là kiểu như là trao từ tay trái sang tay phải, đưa cho mấy công ty taxi xanh, mấy công ty con của Vingroup, của Phạm Nhật Vượng, chứ đâu phải là doanh thu thật đâu các bạn. Đó chỉ là cái doanh thu kiểu là thổi phồng lên, kiểu gọi là có thủ thuật để mà nâng khống lên thôi, chứ không phải là doanh thu thật đâu các bạn nhé. Cái đó là người ta nói thôi, chứ thực tế là không phải. Cổ phiếu VinFast khởi đầu với mức định giá cao sau khi sáp nhập với Blackspace Acquisition, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt. Cổ phiếu của VinFast đã mở cửa với mức định giá khoảng 86 tỷ USD, mức vốn hóa thị trường vượt quá giá trị vốn hóa của GM và Ford cộng lại. Đó, cái điều này là mình đã nói với các bạn từ hôm bữa đến giờ đó. Giá trị mà hơn cả Ford với lại GM cộng lại luôn. Cổ phiếu của VinFast đóng cửa ở mức 37 USD trong ngày giao dịch đầu tiên, một sự cải thiện so với mức giá đóng cửa cuối cùng của Blackspace là 10 USD. Theo tạp chí, VinFast đã giảm gần 19% xuống còn 30 đô la một cổ phiếu và giảm 10% xuống còn 27 đô la một cổ phiếu vào ngày 17 tháng 8 trước khi đưa ra thị trường. Cái đó là bài báo viết mà cách đây tầm 6 đến 8, 10 tiếng gì đó. Còn hiện tại bây giờ ấy, cổ phiếu của VinFast bây giờ giảm xuống còn có 20 đô la rồi các bạn nhé. Tức là hiện tại mình đang đọc là nó giảm xuống còn 20 đô la rồi. Số lượng cổ phiếu giao dịch giảm trước khi sáp nhập SBAC, công ty SPAC, ấy, công ty vỏ rỗng xếp trắng, đã góp phần khiến cổ phiếu biến động. Người phát ngôn của VinFast nói với tạp chí rằng khoảng 84% nhà đầu tư Blackspace đã rút tiền trước khi VinFast ra mắt, dẫn đến số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch ít hơn. Tình hình tài chính của VinFast không khả quan, lỗ ngày càng nhiều, doanh thu giảm. Công ty đã lỗ 2.1 tỷ đô la vào năm 2022 và đang trên đà đốt cháy nhiều hơn nữa trong năm tài chính hiện tại, theo báo The Guardian. Kết thúc quý 1, VinFast lỗ 598 triệu USD, tăng so với khoản lỗ 411 triệu USD của năm trước. Tạp chí đưa tin doanh thu từ việc bán xe đã giảm khoảng một nửa xuống còn 65 triệu đô la trong quý đầu tiên. Đó là họ không biết, đó là doanh thu ảo, tay trái đưa tay phải. VinFast rất phấn khởi về việc niêm yết tại Mỹ. Bà Thủy Lê, giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast cho biết, việc trở thành công ty niêm yết tại Mỹ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng toàn cầu của VinFast. Không chỉ là giao dịch trên thị trường chứng khoán, việc ra mắt công chúng phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ vào tầm nhìn và tiềm năng của chúng tôi, cũng như thực hiện cam kết của chúng tôi là làm cho mọi người có thể tiếp cận các phương tiện điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường. Đó là bà Lê Thị Thu Thủy bà trả lời nha các bạn nhé. Trở lại lý do thứ nhất, giải thích vì sao cổ phiếu VinFast được định giá quá cao, đó là sự đánh giá kém về sản phẩm của họ. VF8 của VinFast đã đón nhận nhiều đánh giá tệ hại. Theo tạp chí The Drive, những lời phàn nàn về VinFast VF8 2023 bao gồm hàng loạt hệ thống treo vô vọng dẫn đến chất lượng hoàn thiện không tốt, dẫn đến việc thu hồi vì lỗi màn hình. Mô hình đăng ký pin EV theo kế hoạch của VinFast cũng đã bị hủy bỏ vì không ai muốn trả tiền cho điều đó. Doanh số bán hàng của VinFast tại Mỹ cũng rất thấp. Tính đến tháng 7, tờ Automotive News đưa tin VinFast đã bán được 128 chiếc tại Mỹ sau 5 tháng mở bán. Theo VinFast, 48 trong số đó là vào ngày đầu tiên. Ở đây người ta dùng từ là bán, thực ra không phải là bán các bạn nhé. Ở đây người ta nói cái thông tin này là do VinFast đưa ra, với lại cái này là những cái chiếc xe được đăng ký tên, đăng ký biển số. Chưa có chiếc nào được bán hết á, cho thuê. Để mình nói lại nhé, VinFast đã cho thuê được 128 chiếc tại Mỹ sau 5 tháng mở bán. Nói vậy cho chính xác. Rồi, mình đọc tiếp.
VinFast còn không tiếp nhận phê bình từ khách hàng một cách văn minh và lịch sự. Họ đã từng báo cáo cho công an khởi tố một YouTuber ở Việt Nam review tiêu cực về sản phẩm của họ. Cái này là nói về cái ông mà Hoàng GoGo TV mà cách đây chắc 2 năm ấy đưa ra phê bình về những cái lỗi của chiếc xe VinFast lên YouTube, thế là bị VinFast báo công an. Chứ đúng rồi, đúng là một cái trò đùa, một cái trò hề. Rồi, lý do thứ hai, khả năng cạnh tranh yếu trên thị trường EV của Mỹ. VinFast đối mặt với sự cạnh tranh từ Tesla và các công ty lớn trong ngành ô tô như là Ford, GM Motors, BMW, cũng như các công ty khởi nghiệp như là Nikola, Lucid và Nio. Theo Apple's Electric Vehicle, để thâm nhập thị trường, một công ty xe điện phải có những năng lực cần thiết để chiến thắng. Đây là các lý do vì sao tôi, tức là cái tác giả bài viết này, nghĩ rằng VinFast cần phải cải thiện hiệu suất của mình nếu họ muốn thành công. Thứ nhất, khả năng thiết kế, sản xuất và phân phối pin của VinFast tạm được. Người tiêu dùng không muốn trả tiền cho chiến lược cho thuê pin ban đầu của VinFast. Vì vậy, công ty đang bán xe điện có kèm theo pin. Michael Dune, giám đốc điều hành của công ty tư vấn xe điện ZozoGo cho biết, họ đặt mục tiêu cho thuê pin như một điểm khác biệt trên thị trường. Nhưng phản hồi từ khách hàng là điều quá khó hiểu, tạp chí chỉ ra. Tức là không ai hiểu cái chính sách cho thuê pin của VinFast là như thế nào. Họ ban đầu họ cứ nghĩ đó là một cái chiến lược nổi bật, cái chiến lược khác biệt so với những các đối thủ. Nhưng rốt cuộc VinFast nhận phản hồi là chiến lược gì mà kỳ quặc thế, cho nên VinFast họ bỏ luôn, gạt bỏ đi, không có làm nữa. Thứ hai, thiết kế, sản xuất và hệ thống phân phối xe điện cần cải thiện thêm. Khách hàng phàn nàn về hệ thống treo, chất lượng sản xuất về màn hình, báo The Drive chỉ ra. Hơn nữa, VinFast không có kế hoạch sản xuất xe ở Mỹ tới mấy năm, khiến cho công ty gặp bất lợi trước đối thủ có cơ sở sản xuất trong nước Mỹ. Thì người ta nói ý là VinFast đến Mỹ vào cuối 2022, vậy mà cho đến tận giữa năm 2025, tức là 3 năm sau các bạn, tới 3 năm sau thì người ta mới có dự định là sản xuất những chiếc xe điện đầu tiên. Trong vòng mấy năm đó là coi như là người ta thua cuộc rồi, người ta không thể theo kịp được những cái thằng khác mà nó có cơ sở sản xuất ở nước Mỹ được các bạn. Điều đó là điều họ đã thua cuộc rồi. Thứ ba, thiết kế, xây dựng và kế hoạch vận hành mạng lưới điện sạc Supercharger vẫn chưa rõ ràng. Thứ tư, khả năng phát triển và phân phối phần mềm cần cải thiện thêm. Tờ báo cho biết VinFast đã phải thực hiện một cuộc thu hồi để sửa màn hình hiển thị hay bị tắt ngúm khi lái xe, khiến chủ sở hữu không nhìn thấy đèn, cảnh báo hoặc các tín hiệu điều khiển. Theo báo The Auto Week, sự cố dẫn đến việc thu hồi vào tháng 5 2023, đó là do phần mềm của VinFast. Thứ năm, thương hiệu xe điện, tên tuổi cần phải phát triển thêm. CEO VinFast Thủy nói với Reuters, ban đầu VinFast định bắt chước Tesla với các phòng trưng bày riêng. Tuy nhiên, họ đổi ý rằng tìm kiếm công ty hợp tác sẽ nhanh hơn, mặc dù đã mở 122 phòng trưng bày tính đến tháng 7 năm 2023, tập trung ở bờ Tây Hoa Kỳ. VinFast đến Mỹ là cái gì cũng muốn giống như Tesla thì mới chịu. Cái chiến lược kinh doanh của Tesla là họ mở những cái phòng trưng bày, tức là họ tự bán. Họ không có thông qua một cái dealer, không có thông qua một cái người đứng thứ ba bán dùm bán hội. Người ta không có thông qua. VinFast ấy, một cái thằng kiểu đít lát nhưng mà cứ thích đua đòi theo Tesla thì mới chịu. Thích mở mấy cái cửa hàng kiểu dealership, mấy cái hàng showroom á, để mà bán hàng trực tiếp giống kiểu Tesla, nhưng mà đâu có được đâu các bạn. Thế là họ bây giờ họ mới đổi ý rằng là bây giờ là phải kết hợp với những cái dealer thì mới có thể bán được ở trên thị trường Mỹ này. Nhưng mà thực tế chẳng có thằng dealer nào mà điên dại mà điên khùng mà làm việc với VinFast cả. Mẹ nhận mấy cái chiếc xe VinFast để mà ngậm khóc ra máu à, bán cho ai? Không bán cho ai hết á, không có dealer nào dám làm việc với VinFast đâu. Nói chung là khó lắm các bạn nhá. Rồi, như tạp chí đã đưa tin, các đánh giá về xe điện của VinFast là không được tốt và giá khởi điểm quá cao so với các đối thủ, dẫn đến doanh số bán hàng tại Mỹ chậm lại và đình trệ. Thứ sáu và cuối cùng, dịch vụ khách hàng cần phải được cải thiện thêm. VinFast đề nghị trả tiền cho khách hàng ở Mỹ, Canada và Việt Nam nếu xe của họ bị hỏng hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Theo CarScoops, khoản thanh toán sẽ lên tới $300 trở lên tùy thuộc vào các điều khoản của hợp đồng dịch vụ. Điều này có thể không thoải mái chút nào đối với những chủ sở hữu chỉ đơn giản là muốn xe điện của họ đưa họ đến nơi cần đến. Đó, ý này là muốn nói là về cái chính sách mà đền bù khi mà xe VinFast, xe VF8, VF mấy á, bị hỏng là VinFast sẽ đền bù. Ở Việt Nam là đền bù 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Còn ở Mỹ với Canada là đền bù $100, $200, $300 đó các bạn. Người VinFast cứ nghĩ cái điều này là hay. Nhưng mà đối với cái tâm lý người nước ngoài, người ta nghe điều này là người ta sợ các bạn. Không lẽ mua xe về á, gặp lỗi nhiều đến mức độ mà người ta phải đền bù tiền cái đấy. Người ta không cần, mấy cái tiền lẻ người ta không cần. Người ta chỉ cần cái xe hoạt động tốt, đi cho nó bền,
kiểu như đi đến nơi cần họ đến, đừng có bị hỏng, đừng có bị tắt máy là được. Chứ có ai cần mấy cái vài cái đồng tiền lẻ bồi thường đó các bạn. Đó là cái điều rất là mắc cười các bạn nhé. Trong hoàn cảnh có rất nhiều đối thủ đang cạnh tranh trên thị trường xe điện, VinFast cần phải cải thiện chiến lược và khả năng của mình. Lý do thứ ba, vì sao cổ phiếu VinFast đã được định giá rất cao? Đơn giản là do chính họ tự định giá quá cao. Cổ phiếu VinFast dường như được định giá quá cao. Tỷ lệ định giá trên doanh thu của họ quá cao và dự báo doanh thu năm 2023 của họ có vẻ là quá lạc quan. Một mức định giá hợp lý hơn sẽ là 1.2 tỷ đô la. Vì sao lại như vậy? Như tạp chí đã đưa tin, trước khi sáp nhập với SPAC, VinFast và Blackspace đã thống nhất định giá 23 tỷ USD bằng cách nhân mục tiêu doanh thu năm 2023 là 1.8 tỷ USD, gấp hơn 3 lần doanh thu của năm 2022 bằng chiết khấu cho hệ số giao dịch của Lucid. Ý muốn nói rằng là công ty VinFast ấy, họ tự định giá của bản thân họ là bằng cách là nhân lên cái khả năng và doanh thu của họ trong năm nay. Tức là họ nghĩ rằng trong năm nay là họ doanh thu từng này đấy, thế họ nhân lên, tức là cái giá trị của họ, họ đôn lên là từng đấy. Nhưng thực tế đó là một cái kế hoạch doanh thu mà rất là lạc quan. VinFast qua Mỹ đến bây giờ bán được có vài trăm chiếc, mà đây là cho thuê chứ mới bán. Chưa bán được chiếc nào, vậy mà họ đã tự tin trong 2023 là sẽ bán được từng này. Thực tế họ sẽ không đời nào họ đạt được cái số doanh thu mà như họ đã muốn các bạn nhé. Đó là cái vì sao mà cái giá trị, cái định giá của VinFast lại thổi phồng lên mức độ như vậy. Rồi bà báo viết tiếp, VinFast kết thúc ngày 16 tháng 8 với tỷ lệ định giá trên doanh thu là 37 lần, cao hơn 4 lần so với tỷ lệ 8.4 của Tesla. Tạp chí đã viết rằng VinFast cùng lắm là cũng giống như các công ty Trung Quốc như là NIO, Li Auto, tức là những công ty này họ giao dịch cổ phần với mức doanh thu gấp khoảng 2 lần dự báo năm 2023 mà thôi. Gấp 2 lần là cùng, chứ làm gì đến 37 lần. VinFast quá là tự tin rồi. Rồi, tôi, tức là cái người viết bài báo này á, đã đi đến con số 1.2 tỷ đô la như thế nào? Vì doanh thu của VinFast đã giảm khoảng 50% trong quý đầu tiên của năm 2023. Tôi cho rằng thật hào phóng khi cho rằng công ty sẽ đạt được doanh thu đã đạt năm 2022 vào năm 2023. Đó là khoảng 600 triệu USD. Đời nào VinFast có thể đạt được cái số liệu đấy? VinFast tự tin về dự báo doanh thu 1.8 tỷ USD. Giám đốc tài chính Dave Mansfield nói với Reuters, những con số dự tính mà chủ tịch của chúng tôi đưa ra cho năm nay vẫn đang đi đúng hướng. Thế nào đi đúng hướng? Đi chệch hướng bỏ mẹ ra. Nếu chúng ta áp dụng tỷ lệ định giá trên doanh thu là gấp 2 lần, vốn hóa của thị trường VinFast sẽ là 1.2 tỷ USD. Thấp hơn 98% so với mức vốn hóa thị trường vào ngày 16 tháng 8 là 69 tỷ đô la. VinFast khá là tự tin với định giá của mình. Với tư cách là giám đốc điều hành, bà Lê Thị Thu Thủy nói với SNBC ngày 16 tháng 8 rằng, các bạn đã thấy thị trường phản ứng như thế nào khi chúng tôi mở cửa ngày hôm nay phải không? Chúng tôi nghĩ đó chỉ là một cách để chúng tôi được niêm yết ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không nghĩ đến danh tiếng của SPAC. Tức là dù thế nào chăng nữa, bà Lê Thị Thu Thủy vẫn rất là tự tin về cái định giá của họ. Họ nghĩ rằng cái định giá của họ ấy là chính đáng. Ok, lý do thứ tư cũng là lý do cuối cùng. Người trong nội bộ kiểm soát phần lớn cổ phiếu. Các nhà đầu tư vào cổ phiếu VinFast đang gặp bất lợi đáng kể về thông tin. Đó là do phần lớn cổ phần của VinFast được kiểm soát bởi những người trong nội bộ. Tức là cái phần lớn cổ phiếu của VinFast được kiểm soát bởi những người trong nội bộ. Tức là giá cả thế nào là theo ý của họ hết á, chứ không phải là phản ánh cái nhu cầu của thị trường các bạn nhé. Công ty mẹ của VinFast tại Việt Nam kiểm soát tối thiểu 99.1% cổ phần của nhà sản xuất ô tô trước khi sáp nhập với Blackspace Acquisition. Tạp chí đưa tin công ty từ chối cho biết chính xác bao nhiêu phần trăm cổ phiếu đang lưu hành hiện đang được giao dịch công khai. Điều gì tiếp theo cho cổ phiếu VinFast? Cổ phiếu VinFast có vẻ sẽ đi xuống, tức là sẽ giảm giá nhiều hơn nữa. Ông David Winston, nhà phân tích ngành ô tô tại Morningstar cho biết, tôi nghĩ bong bóng EV SPAC đã kết thúc, nhưng tôi đoán là không. Đối với tôi, thật vô nghĩa khi nó đáng để tiếp cận BMW và hơn cả GM và Ford. Hy vọng tốt nhất cho các nhà đầu tư của VinFast là đừng có quá mong đợi của với nhà đầu tư về tăng trưởng về lợi nhuận. Đừng có mong đợi. Kiểu gì nó cũng sẽ xẹp à, xuống còn có $1 một cổ phiếu thôi. Với những mục tiêu đầy tham vọng, hiệu quả tài chính yếu kém và những bất lợi đáng kể về cạnh tranh, tôi không thấy vội vàng để mua cổ phiếu dành cho mình. Đó, tức là dựa vào cái tình hình tài chính, dựa vào cái năng lực kinh doanh, dựa vào những cái tình hình hiện tại của VinFast,
thì không ai nghĩ rằng là công ty VinFast này có cái giá trị đúng như những gì mà họ đã nêu lên. Và họ không tin rằng là công ty này có cái khả năng phát triển cũng như vượt bậc, bền vững giống như là những công ty khác ở trong thị trường Mỹ mà họ đã làm việc đến tận bây giờ các bạn nhé. Người ta có nhà máy, người ta có doanh thu thật. Người ta bán đi bán lại, người ta có doanh thu thật các bạn. Dù doanh thu của họ có nhiều công ty khởi nghiệp, người ta cũng khiêm tốn lắm, cũng hơn tầm tầm VinFast thôi. Nhưng mà đó là doanh thu thật. Họ làm việc rất là đều đặn các bạn nhé. Ok, rồi chào các bạn. Các bạn đã thích cái bài phân tích này của cái tạp chí Forbes. Cái tạp chí này ban đầu đã xếp hạng ông Phạm Nhật Vượng lên ngút trời mây, xong bây giờ họ đã hạ xuống ổng về đúng cái vị trí thực lực của ổng. Và họ đã gỡ gạc, họ đính chính lại, họ chữa quê chữa thiện bằng cách đưa ra cái bài báo này cho các bạn thấy nhé. Ok, chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Các bạn đã theo dõi kênh của mình, hãy ấn like và đăng ký để tiếp tục theo dõi những cập nhật mới trên kênh của mình nhé. Thank you for listening to my channel. Wishijo itadaki arigatou gozaimashita.